Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn bộ sách Kanji mà gần đây mình cũng hay sử dụng để ôn lại Kanji sau thời gian dài không luyện tập viết. Thì mình đã sống ở bên Nhật khá là lâu, khoảng 5 năm. Trong cái thời gian đấy thì mình chỉ nhắn tin bằng điện thoại hoặc là viết báo cáo hay là dịch tài liệu bằng máy tính, chứ mình không có luyện tập với tay, cho nên mình đã quên khá nhiều Kanji. Mà mình biết hiện tại thì hầu như là chỉ đọc được Kanji chứ khả năng viết của mình rất là kém. Nên là gần đây mình đã chia theo cấp độ, sắp xếp theo bộ. Đây là chữ tử, có nghĩa là con. Kết thúc một cuộc tình đẹp là có đứa con. Kèm theo chữ kanji thì có những một số chữ thường dùng trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như là otoko no ko là đứa bé trai, utaho là sinh đuôi, musuko là con trai, koromo là trẻ con. Mỗi một chữ kanji thì gồm đều có một câu chuyện riêng và có bon và kun. Nhớ được câu chuyện của kanji giúp các bạn ghi nhớ được nét chữ của kanji nhanh hơn. Bộ sách gồm 3 cuốn hạch não kanji gồm 2.400 từ từng năm một, 1 cuốn tổng hợp kanji, 3 cuốn viện nhận biết kanji, 1 bản đồ kanji và quy tắc chống năng kanji.